Dạ chào bà con. Hôm nay thì nhóm thiện nguyện chúng tôi là gia đình Việt Nam các chị Mạnh Thường Quân có cộng tác cùng với báo Hợp tác và Phát triển của cái bệnh viện đầu tư, tức là hàng tháng tổ chức hai lần phát bánh mì và phát cháo từ thiện cho người nghèo cộng với lại là phát quà. Như vậy thì chúng tôi tập trung là có gạo, mắm, muối, đường, tương, bột ngọt, dầu ăn. Các nhà Mạnh Thường Quân cũng mong muốn mang đến một cái niềm vui nhỏ nhỏ cho bà con của chúng ta, và rất là mong các vị Mạnh Thường Quân cũng quan hỷ mở rộng cái tấm lòng tình thương cùng với lại cái nhóm thiện nguyện của gia đình của Đại Lan cùng với báo Hợp tác và Phát triển, là chúng ta sẽ đóng góp chung một sự niềm vui nhỏ nhỏ để giúp cho cái bà con nghèo nào cũng có được một cái cuộc sống nó bớt khó khăn hơn. Dạ, chúc tất cả quý vị là bình an, sức khỏe, hạnh phúc.